nó trắng. Đây đã ngon ra. Cùi xuống đi mà nước bụi chạy. Trời ơi. Từ từ. Sao nghe? Có đấy. À, chị Trung gọi. Nghe thử nha, nghe luôn đi. Em nghe chị ơi. Em ơi, trong đó có rảnh không cô ấy ghé làm? Dạ, rảnh đó chị. Ừ. Dạ rồi. Sao chị Trung tắt máy thế? Cô ý gọi, trời ơi, cô ý gọi lắm. Lát sổ phù em nghe. Đủ như cái chuối. Đứa nào cũng bệnh hết. Em làm lần tay chân lấy lần đi xong chị xuống level. Biết cô ý hết gọi cho em biết. Thằng Thái Đường mình mà giỏi. Thấy chưa? Rồi. Thấy không chào, có tối không? Không, sao? Xuống đây nè, nó có khốt cái tay chị không? Loa quá. Chỉnh sáng là chưa? Đưa chính giữa. Được chưa? Chọ xịn chưa? Chứ mà nó chọ gì à? Đưa cọ lên một tí. Đưa lên đó. Các bạn mình loạn loạn đấy, phải không? Do đen. đó là đổi bên đây, cứ để im đó. Được không?